Thưa quý vị, với sự phát triển khoa học xã hội trong đời sống hiện nay, có thể thấy hệ thống dây và cáp điện xuất hiện ở khắp nơi, từ tivi, tủ lạnh, hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất xí nghiệp công xưởng, đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó là những nguy cơ, hiểm họa liên quan đến dây và cáp điện vẫn thường xuyên xảy ra rất nguy hiểm. Dây cáp điện là một trong những mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt của mọi gia đình. Tuy nhiên, do hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm dây cáp điện kém chất lượng, được gắn mẫu mã các thương hiệu nổi tiếng, nên người dùng rất dễ mua phải các sản phẩm dây cáp điện không đạt chuẩn an toàn. Các loại dây và cáp điện chất lượng kém này thường được chế tạo từ loại kim loại đồng có nhiều tạp chất, đường kính các sợi nhỏ và thiếu sợi, gây tiêu hao điện năng khi sử dụng. Không những vậy, còn có thể gây cháy nổ rất nguy hiểm. Chính vì thế, để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng và cung cấp cho thị trường những sản phẩm tốt nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Chiến là một trong những công ty tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện. Muốn nhận biết được hàng thương hiệu chính hãng với những sản phẩm chính hãng và những sản phẩm giả trôi nổi trên thị trường, thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy cách đóng quận sản phẩm, tem mác đầy ghi đầy đủ rõ ràng. Khi mà chúng ta cắt sợi đồng ra, chúng ta thấy sợi đồng sẽ tròn đều trên bọc cách điện và độ sáng bóng rất là cao, độ mềm dẻo rất là tốt. Còn ngoài ra, nếu mà các thị trường mà hàng nhái, chúng ta nhìn nhận là những cái vỏ bọc cách điện PVC nó rất bở và chúng ta rất là dễ xé. Cái thứ hai là sợi đồng nó sẽ bị cứng và màu sắc của nó không được đảm bảo độ màu. Đó là chúng ta sẽ nhìn nhận được. Cái thứ ba nữa là tôi vẫn khuyên là mọi người hãy cố gắng lấy sản phẩm và mua những sản phẩm dây cáp điện tại những nơi có địa chỉ rõ ràng, thì chúng ta nhận biết được rõ ràng tất cả các sản phẩm đó là sản phẩm chính hiệu. Các sản phẩm của công ty bao gồm 4 sản phẩm chủ lực mang thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất dây và cáp điện là Hoa Tung, Nithan, Tachiko và Kasing. Với dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu và Hàn Quốc, song song với đó là việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn như ISO 9001-2015, 5S, Kaizen, cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản góp phần quan trọng tạo nên những tiêu chí để phân biệt sản phẩm của công ty với những sản phẩm trôi nổi kém chất lượng khác trên thị trường. So sánh có thể thấy, sản phẩm chính hãng được đóng gói kỹ càng, chắc chắn, tem thương hiệu của công ty, thông tin sản phẩm và loại dây đặc điểm in được in rõ ràng. Cắt ra có thể so sánh phần vỏ nhựa cách điện và phần lõi tiêu chuẩn để so sánh. Các sản phẩm kém chất lượng thì phần vỏ và lõi sẽ mỏng hơn hoặc tỷ lệ sẽ không cân bằng. Sau một lần rất tình cờ thì ra đây chúng tôi liên hoan một bữa cơm, thì lúc đó là đang ngồi ăn cơm ấy, thì dây điện trong nhà nó lổ, do tôi cắm một số con nồi lẩu. Lúc đó tôi được bạn bè tôi mới giới thiệu cho tôi đến hãng dây điện Tachiko, thì bạn tôi có gửi cho tôi một cuộn dây điện Hoa Tung gì đó, và tôi đã sử dụng 4-5 năm nay và tôi rất yên tâm với hãng. Và hôm nay tôi xây tòa nhà, tôi rất mong muốn đến đây sẽ gặp được kỹ thuật viên tư vấn cho tôi tất cả những sản phẩm dây điện trong nhà tôi để tôi được sử dụng sản phẩm của Tachiko. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm dây và cáp điện được bày bán. Chính vì vậy, người tiêu dùng nên tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ trước khi chọn mua sản phẩm để tránh mua phải những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Để có cho mình những sản phẩm dây và cáp điện an toàn, chất lượng tốt nhất,